Linh giao Phúc Sen xin chào các bác đang xem video bán hàng ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021. Cơ sở bán hàng của nhà em tại thành phố Cao Bằng. Số điện thoại liên hệ là 0966 668 196 và số để kết nối Zalo của em là 0981 583 598. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng những cái mẫu dao mới về của nhà em ạ. Những giá mà em báo ở trong video là chưa bao gồm phí vận chuyển. Tiền ship thì em sẽ làm đồng giá 30.000 một đơn cho các bác nhé Đấy để cho dễ tính ạ Và em xin chia sẻ một chút là những cái mặt hàng mà từ trước đến giờ em lên ý Thì đều là chuẩn giao phúc sen 100% Phát hiện hàng giả hàng nhái thì em sẽ công khai xin lỗi và đền bù cho các bác 200% giá trị đơn hàng Đấy các bác cứ yên tâm em ở ngay cao bằng và tất cả những cái mặt hàng này là đều nhập từ xưởng Đấy sau đây thì em xin giới thiệu chi tiết từng hình Hôm nay em về thêm những cái con dìu rất là mới này các bác này Đây, tất cả những mẫu dìu như mọi lần thì em sẽ để đồng giá 300 nghìn một con nhá Con to con bé Đấy, em sẽ giới thiệu con số 1 trước Đây, số 1 với số 2 đi Đi cả cặp cho các bác dễ so sánh này Đây, hai con này đồng giá 300 nghìn một con Đặc điểm chung là đều có 3 đinh đồng Khâu chốt bằng đồng và cán gỗ cầm chỉ nhá Đây, con hình số 1 thì hai mặt để đen này các bác này con hình số 2 cũng hai mặt để đen đây ạ một cái phiên bản rất là truyền thống và cái hàng của em ấy tất cả những cái hàng này đều làm từ thủ công thế nên cái thông số kỹ thuật nó sẽ không giống nhau đấy có những cái nó sẽ lệch tầm khoảng hai ba ly hoặc là có những cái nó lệch đến tận một cm cơ đây ạ à, nhìn nó như thế thôi nhưng mà ví dụ em đo cái lưỡi dìu đi em đo cái chiều rộng của lưỡi dìu cho các bác nhé hình số 1 thì nó sẽ rơi vào khoảng 11 một cm đây ạ à. hình 11 độ rộng nó sẽ rơi vào khoảng 11 một cm còn cái hình số 2 Hình số 2 nó lại rơi vào khoảng 11,5 Đấy, nó sẽ bị lệch một chút như này nha các bác nhé Nó sẽ rơi vào khoảng 11,5cm Đây ạ, hai con này thì Đây, nhìn nó khá là giống nhau Các bác tha hồ mang đi chặt xương to được nhé Mang đi rừng đốn củi được Hình 1 và hình 2 thì em đều bán đồng giá 300 000 ạ Đấy, cực kỳ là sắc bén luôn Tiếp đến ạ, em sẽ giới thiệu đến hình số 3 Hình số 3 giới thiệu riêng lẻ tại vì con này cũng là cái cán gỗ cẩm chỉ Còn hai con kia thì phun tang em sẽ giới thiệu riêng nhé Con số 3 này thì nó đặc biệt hơn một xíu Mặt này thì mài nhám này các bác ơi đây ạ. Một mặt thì mài sáng Đây các bác so sánh giúp em Cái mài đen truyền thống thì nó sẽ là đen tuyền như thế này Còn cái mài sáng này đây này Nó sẽ không phải là bị hỏng hay han gì mà nó là kiểu mài sáng này thì nó sẽ không đen tuyền nữa nhé đây ạ, cũng đều là cán gỗ cầm chỉ và cái này thì em bán với giá là 300 000 Đây là hình số 3, cũng 300 000 luôn ạ. Đấy, tùy các bác con nào cũng có một cái lỗ để mình luồn dây vào rất là dễ ý, cho việc di chuyển của mình ạ. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đo bản rộng luôn cho các bác so sánh này. Con này thì rơi vào khoảng 10,5 thôi. Độ rộng của nó rơi vào khoảng 10,5cm thôi Và vừa nãy trước khi quay video em có đo cái độ dày của nó rơi vào khoảng 1cm Tức là 10 ly đấy ạ Đấy độ dày của dìu em thì nó rơi vào cái nào cũng thế nhá Khoảng 10 ly các bác ơi Đấy khi mà các bác chốt mà muốn yêu cầu em đo lại Thì em sẽ đo và báo cho các bác qua Zalo Tiếp đến ạ hai hình số 4 và số 5 Đây là hai con cũng 300 nghìn Nhưng mà em giới thiệu với nhau là vì nó Cán ốp phun tang đó hai con này sẽ là phiên bản to hơn của ba con vừa nãy em mới giới thiệu đây các bác nhìn này cực kỳ là nhiều đinh luôn cực kỳ là to và nặng luôn một hai ba bốn bốn đinh hình số bốn ạ bốn đinh một mặt mài sáng này sáng xong lại còn để đen một tí nữa một mặt thì mài nhám với cả sáng này đấy còn con này thì có tận bao nhiêu ạ sáu đinh trời ơi quá là khủng khiếp luôn đây các bác nhìn này một mặt sáng một mặt mài nhám con nào càng nhiều đinh thì nó sẽ càng nặng và càng to nhé độ dày của lưỡi dìu hình số 4 nó sẽ rơi vào khoảng 11 cm Đấy, là khoảng 11 cm. Còn cái con này thì nó hơn 11 cm một tí. Đấy, nó sẽ bị lệch nhau vài ly nhá. Độ dày thì khoảng 10 ly ạ. Đồng giá 300 000 một con. Tùy các bác thích con nào cũng được. Đây. Cái con này thì nặng 1,4 này. Con số 5 là nặng 1,4 kg. Con này là nặng 1,2. Cái con này là nặng 800 g vừa nãy em cân rồi đấy ạ con số 3 nặng 800 g nhé còn hai cái con này số 1 và số 2 nó sẽ nặng vào khoảng một cân là 1.000g đấy ạ. Đấy Nó sẽ nằm vào một cân nhá Con số 2 và số 1 Tiếp theo ạ Em sẽ giới thiệu đến cái hình số 6 Và số 7 Hai cái con này thì là các bác có thể vừa chặt vừa thái Đấy Con này thì chuyên thái nhiều hơn Nhưng mà nó làm cực kỳ là chắc chắn Đấy ạ Mài sáng cả hai bên rồi Đây các bác không có nhám này Mũi hơi hơi vát Đấy ạ. Hơi vát lên nhưng mà cũng không vát nhọn bằng cái con này Đây con này em bán 300 nghìn nhé Các bác có thể vừa chặt vừa thái được ạ cán ốp full tang cực kỳ là chắc chắn và cái cán gỗ của con hình số 6 này thì màu đen Đấy, đen tuyền luôn các bác nhìn này đây con này thì mũi vát nhọn và nó là cán gỗ cầm chỉ nhưng mà cái cán gỗ này nó sẽ có cũng là phun tang nhưng mà có vài cái đường lượn sóng ở đây các bác thích kiểu nào cũng được hai con này em đều bán đồng giá nhá 300.000 một con đây ạ à, con này cũng có thể vừa chặt vừa thái được này các bác đấy nó không chuyên chặt thế nên là nó cũng có thể vừa thái được nên nó sẽ mỏng và nhẹ hơn cái con chuyên chặt Vừa chặt vừa thái được Con số 7 mũi rất là nhọn luôn Và cái kiểu dáng này là kiểu dáng mới đấy ạ Con số 7 này là kiểu dáng mới đấy ạ. Vừa mũi vát nhọn lại còn vừa mài nhám chống dính Đấy một mặt thì để đen truyền thống Đây ạ Dấu của xưởng Phúc Sen đây Các bác yên tâm nhé Hai hình này đồng giá 300 nghìn Đây là hình 6 và hình 7 ạ đây, có ba đinh hẳn hoi vừa chặt vừa thái nhá. Con tiếp đến ạ là những cái con chuyên chặt. Đây các bác ơi Con chuyên chặt này này Nhìn là các bác đã phát hiện ra là nó đã to hơn Và dày hơn cái con số 6, số 7 rất là nhiều rồi đúng không ạ Con số 8 Đây em đang cầm trên tay đây ạ Một mặt mài sáng và một mặt mài nhám Có 3 đinh đồng Cán ốp full tang Cực kỳ là nặng tay và tuyệt vời luôn Con này em cần thử lên nhá Con này nó phải rơi vào khoảng bao nhiêu ạ 1,3 kg Đấy các bác 1,3 kg quá là khủng khiếp luôn Cái này thì các bác chặt cái gì cũng được Xương to, xương ống, xương thủ Đây con này thì gần 1,2 Đẹp, con này gần 1,2 thôi nhá Đấy, chính vì là hàng thủ công ấy Thế nên là không thể chuẩn chỉnh giống nhau được Nhưng mà nó sẽ nặng trên 1kg Đa phần là nặng trên 1kg Còn cái con số 10 Số 10 này nó nặng vào khoảng 1,3kg Đấy, à đâu, 1,2 em xin lỗi Đây, con số 10 thì nặng 1,2 kg nhé Đây, hàng thủ công thì các bác cứ yên tâm Tuy là nhìn nó không được đẹp cho lắm Nhưng mà về cái chất lượng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn ba con này nhá, ba con này là đều chuyên để chặt ạ Em bán đồng giá 300 nghìn một con Đây, em nhắc con số 8 lên trước này Số 8 chiều dài nó sẽ rơi vào khoảng 22cm Đấy, chiều cổ dài khoảng 22 nhé còn chiều rộng là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 8,5 Mấy con này thông số nó sẽ gần giống như thế 300 nghìn Đây. Một mặt sáng, một mặt nhám này Còn con số 9 thì là Một mặt nhám và một mặt sáng cái Cũng giống nhau ạ Còn cân nặng thì em đã cân lên như vừa nãy rồi Mỗi con thì sẽ rơi tầm khoảng cân 2 hoặc cân 3 Tùy từng con nhé Khi mà các bác chốt đơn mà muốn em Xem lại cho cái thông số của con nào Thì em sẽ đo lại chính xác để báo cho các bác ạ ba con này Đây nhìn nó rất là xinh có thể làm được một bộ luôn đấy ạ các bác mà mang đi biếu hay hoặc đi tặng ấy, thì mua ba con này cùng một lúc là hợp lý này tại vì nhìn nó khá là giống nhau đấy em bán đồng giá 300.000 hình 8 hình 9 và hình 10 giao chuyên chặt và tiếp đến là hình 11 và 12 đây là hai cái con một con chuyên chặt và một con chuyên thái nhưng mà nó làm từ thép trắng nhá. Đây ạ, làm từ thép trắng các bác ơi. Hình số 11 này thì cũng chuyên chặt nhưng mà con này thì chuyên để chặt gà vịt. Đấy, cái vừa nãy hình số 9 mà số 10 em giới thiệu ấy, chuyên chặt thì các bác chặt xương to, xương ống, xương sườn, còn cái con này sinh ra là để chuyên chặt gà vịt. Tại vì khi mà các bác dùng mấy cái con to to như kia kìa, đấy, các bác dùng con đấy thì Thứ nhất là nó nặng Và thứ hai là cái lực của mình khi mà mình uh, tác động vào dao ấy ạ Thì cái lực đó nó sẽ rất là nặng Thì thịt gà của mình nó sẽ dễ bị nát và hỏng, nhìn nó sẽ không đẹp Đấy, nếu mà các bác mà chuyên thịt gà hay là muốn có một cái con dao sắc để chặt thịt gà ấy Gà vịt ấy ạ Thì các bác nên lấy con 11 nhá Em bán 250.000 Đấy, rẻ hơn đấy ạ ba đinh chốt cá nốt phun tang luôn và đặc biệt là cái thép này không dị rất là dễ bảo quản còn cái con hình 12 này thì em bán với giá là 250.000 nhưng mà con này là chỉ chuyên thái thôi đây con thái nhưng mà bụng bầu rất là to này. mũi dao cực kỳ nhọn đây, hàng vừa nãy em vừa bóc hộp ra đây cái chỗ này xưởng rất là tỉ mỉ này các bác này còn làm cái để mà chắn cái mũi nhọn ấy khi mà mình cầm vào thì nó đỡ bị bị chọc vào tay em còn chưa bỏ ra đây Dạ, yeah, rất là tỉ mỉ luôn Thép trắng không dị Đây, chuẩn hàng phúc sen luôn các bác yên tâm nhé